Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một số mã hàng mới thì em lên để gửi tới các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên thì em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới tinh, mới về bên shop đó là cái vật cầu lông các bác nhé. Vật cầu lông đây, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là một đôi như này các bác nhé, một đôi này. Hàng cực kỳ là chất lượng các bác nhé, hàng cực kỳ chất lượng cho bác này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, một cái bộ vật cầu lông cực kỳ chất lượng như này nhá. Đó, hàng cực kỳ chất lượng này. Dùng thì cầm thì cực kỳ chắc và đàm tay, vật rất là căng nhá. Vật rất là căng, dùng rất là đã. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho một cái đôi vật như này các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 150k. Các bác lên mã giúp cho em là vật cầu lông nhá, vật cầu lông. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một cặp như này, bao gồm 2 chiếc, có cả túi đựng cho bác luôn. Các bác có thể mua về để chơi thể thao hoặc là cho con em nhà mình đi học đi hành cũng rất là ok. Đấy, có túi đựng rất là chất và xịn sò như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em là vật cầu lông, một đôi như này là giá của nó sẽ là 150.000 các bác nhá, 150.000. Đó, hàng mới tinh mới về bên shop nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vật cầu lông các bác nhá, vật cầu lông. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, đây, rất đẹp các bác nhá. Đó. Và lên cho em là vật cầu lông nhá. Đó. Lên cho em là vật cầu lông các bác nhá. Đó. Vật cầu lông, đó. Vật cầu lông, giá của nó sẽ là 150k. 150k cho một cái đôi vật thế này nhá. 150.000 cho một cái đôi vật thế này các bác nhá. Đó. Vật cầu lông, giá của nó sẽ là 150k. Đấy. Hàng tiêu chuẩn cho bác luôn, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Rất chất lượng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mã sản phẩm tiếp theo đó là cái con dao gọt nhá. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là dao 9 và dao 12 sen nhá. Đấy, lên cho em dao 9 và dao 12. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em là dao 9 và dao 12 thôi nhá. Đó. Thì dao 9 bên em đang bán là giá của nó sẽ là 60.000 cho con dao 9 nhá. Dao 9 giá của nó sẽ là 60k. Đấy, còn dao 12 thì giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho con dao 12. Đấy. Thì đây em đang có hai mẫu đây. Con này là mẫu 9 này. Đấy, lưỡi của nó sẽ là dài 9 sen, còn con này lưỡi của nó sẽ là dài 12 sen. Đấy. Bác nào mà lấy cả đôi như này thì giá sẽ tốt hơn. Đấy. Con một con là con dao 9 thì là 60.000, còn con dao 12 thì giá của nó sẽ là 70k. Hai con này thì giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một đôi. Nếu bác nào lấy cả đôi như này thì bên em tính cho bác giá là 120 nhá, 120 cho cả đôi. Tức là các bác bớt được 10.000 thôi. Tại vì là bên em bán cũng không có lãi nhiều đâu. Đấy, hàng thì cực kỳ là sắc bén cho bác luôn. Đây, em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó. Dao này thì của nó thì nó là hàng đặc hết các bác nhá, hàng đặc hết nhá. Đấy, hàng đặc hết. Hàng này thì của thương hiệu Hit. Hàng thương hiệu Hit, hàng này của Nhật và xuất sang con này của nó thì xuất sang đây này. Đấy, chữ này như kiểu là nó đi xuất đi Ả Rập và các thứ này. Đây các bác nhá. Đấy. Xuất đi Ả Rập và các thứ này. Đấy, và cái hãng Hit này của nó thì nó ra rất là nhiều các cái mẫu dao khác nhau. Đấy. Hàng này thì hàng mới tinh cho các bác nhé, hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhé. Đây, mã tem, mã vạch đàng hoàng. Hàng của Nhật và xuất đi như kiểu Ả Rập hay là các cái nước của... Đây, hàng rất bén luôn các bác nhé. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn nhé. Đấy, dao rất là bén luôn. Đó, dao rất là bén luôn các bác nhé. Đó, rất là bén luôn các bác này. Đó, dao rất là bén luôn. Đó, dao rất bén luôn. Đó, thì đấy. Thì con này thì... Con này các bác lên cho em là dao 9 nhé. Đấy, lưỡi của nó dài là 9 cm. Lưỡi dài 9 cm. Còn con này là dao 12 nhá. Dao 12, lưỡi này của nó dài 12 sen. Thì con dao 9 thì giá sẽ là 60.000. Còn con dao 12 sen thì giá sẽ là 70.000 các nhá. Đấy, 70.000. Đó. Rất sắc luôn các nhá. Đấy. Thì các bác muốn lấy con 9 thì lấy, mà lấy con 12 thì lấy các nhá. Đó. Các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đây, các bác nhá. Đó. Một con là lưỡi dài 9 sen, một con là lưỡi dài 12 sen. Đấy, lưỡi dài 12 sen. Và giá thì con dao 9 sẽ là 60.000 và con dao 12 sẽ là 70.000. Còn các bác nào lấy theo cặp thì bên em bớt cho các bác 10.000, bớt cho các bác 10.000 nhá. Đó. Bớt cho các bác 10.000 một con. Đấy thì giá của nó sẽ còn là 10.000 hai con, giá còn sẽ là 120.000 cho một đôi như này. Đấy, nếu các bác lấy cả hai con nó sẽ là 120.000. Đấy, hai con 9 cộng với lại 12 thì sẽ là bằng 120k nhá, bằng 120k. Đó, 9 cộng 12 bằng 120.000. Đó, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Hit nhá, rất là đẹp luôn. Hàng đặc hết các nhá, hàng đặc hết. Đấy, hàng đặc hết này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, giá thì chỉ có bằng có 1-2 bát phở thôi các nhá, bằng có 1-2 bát phở thôi. Đó.
Đây, khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ là nguyên trong hộp như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác và giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái điều đuôi đèn điều khiển nhá. Các bác lên xem là đuôi đèn điều khiển. Đấy, đuôi đèn điều khiển nhá. Đấy. Đuôi đèn điều khiển các bác nhá. Đấy, đuôi điều khiển. Thì lên xem là đuôi đèn điều khiển, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, đuôi đèn nhưng mà có cả điều khiển cho các bác luôn. Đấy. Thì đây, bộ sản phẩm của nó sẽ như này, bao gồm cho các bác là một cái đuôi đèn và nó sẽ có cho các bác là cả điều khiển luôn. Nó rất là tiện. Đấy, một cái đuôi đèn nhưng mà có cả điều khiển luôn để các bác tích hợp đây. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là hai món như này: đuôi đèn điều khiển và không kèm pin nhá. Về nhà các bác tự dùng pin nhà mình nhá. Đây, nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ loại nhỏ ấy. Về các bác lấy pin nhà mình. Cái này các bác có thể là gắn lên tường để treo. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là tắt nguồn, thứ hai là hiện giờ 15 phút thì tắt, hiện giờ 30 phút và hiện giờ 60 phút nhá. Bộ sản phẩm của nó sẽ như này các bác này. Đấy. Về thì các bác lại xoáy vào cái đuôi cũ nhà mình, sau đó thì các bác lại xoáy cái bóng đèn vào đây. Đấy, nó trồng đuôi, nó gọi là trồng đuôi đấy. Thì một cái bộ đuôi đèn điều khiển như này giá của nó sẽ là, một bộ đuôi đèn điều khiển như này giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái bộ đuôi đèn điều khiển như này. Đây em đã có đấu nối trực tiếp ở đây cho các bác xem này. Đấy. Đây là cái đuôi đèn nhá. Đây là cái đuôi thường này, cái đuôi thường thì về các bác xoáy vào cái đuôi thường này. Sau đó thì các bác lại xoáy bóng lên cái đuôi điều khiển này là xong. Đó, đuôi chồng với nhau là xong. Và đây là cái công tác này, bật lên này các bác này. Đấy, bật lên này. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên tắt đi đều là một nút nhá. Đấy, đây các bác bật lên tắt đi đều một nút như này. Đấy, nó có thể điều khiển từ xa được nhá, điều khiển từ xa được. Đó. Và các bác có thể hẹn giờ 15 phút này, 30 phút này và 60 phút nhá. Đấy, để em đi ra xa một chút để em thử bật xem là nó sẽ được khoảng cách là bao nhiêu. Cái này thì nói chung là khoảng cách độ khoảng vài chục mét là ok nhé. Còn em cũng chưa tiết xa cho nên là em cũng không biết nó là bao nhiêu. Đó, nhưng mà chắc là khoảng vài chục mét là được các bác nhé. Khoảng vài chục mét là được. Đấy, thì bộ khi các bác nhận được hàng là nó sẽ có cho hai món như này thôi các bác nhé. Đó. Và không kèm pin nữa các bác nhé. Bao gồm một cái đuôi như này thì về nhà các bác xoáy cái bóng đèn cũ ra, xoáy cái đuôi này vào, sau đó thì lại xoáy cái bóng đèn mới, xoáy cái bóng đèn của bác chồng lên đây. Đấy, và về các bác lắp pin vào cho em nhé. Đấy, cái đuôi này thì nó sẽ sử dụng là cái pin con thỏ nhỏ này. Đấy, pin con thỏ nhỏ nhá. Giá bên em bán là không kèm pin nhá. Và bên em có bán pin đấy, có bán pin cho các bác là một đôi pin này là 3.000 thôi. Bên em bán kèm thêm mà thôi. Đấy, pin nhà em vẫn còn thì em bán kèm thêm là 3.000 một đôi pin nhá. Đấy. Bán cho các bác là 3.000 một đôi pin. Đấy, bác nào mua pin kèm thì mua 3.000 một đôi các bác nhá. Đó. Còn bên em bán là không kèm pin nhá. Đấy, đuôi đèn. Các bác lên mã giúp cho em là đuôi đèn nhá. Đấy. Lên cho em là đuôi đèn điều khiển này, không kèm pin nhá. Đấy, không kèm pin. Đấy, không kèm pin. Giá thì bên shop đang bán cho bác là 80k nhá, 80k. Đấy, 80k cho một bộ đuôi đèn như này. Đó. Đây các bác nhá. Đấy, tắt bật rất là ngon luôn các bác nhá. Đây. Đây các bác này, tắt bật rất là ngon luôn. Tắt đi, bật lên này. Nó cùng một cái nút nguồn này nhá, cùng một cái nút nguồn này, tắt đi bật lên cùng một nút. Còn hiện giờ thì các bác có thể để chế độ là 15 phút này, 30 phút này và 60 phút tùy theo các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Thì con này là giá sẽ là 80.000 nhá. Bên em có bán kèm pin ấy, 3.000 một đôi pin. Bác nào muốn lấy pin thì lấy. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái camera lắp vào đuôi đèn nhá. Đấy, camera lắp vào đuôi đèn thì em còn 5 cái nữa. Đấy, còn 5 cái nữa. Cũng bán thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 250.000. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. Đấy. Có cả hướng dẫn sử dụng cho bác luôn. Đấy. 250.000. Đây. Có hướng dẫn sử dụng đây, hướng dẫn sử dụng kết nối đây. Em có hướng dẫn sử dụng kết nối thì em sẽ bỏ vào cho các bác nhá. Và các bác có thể liên hệ tới các cái số hotline này để được tư vấn nhá, để được tư vấn cũng như là hướng dẫn cách cài đặt nhá. Đấy. Em sẽ bỏ vào trong hộp này luôn. Các bác về thì việc xoáy vào đuôi đèn là xong. Cái này em đang bán là 300, đợt này thanh lý cho bác giá là 250.000 nhá. 250k và bao ship camera dùng qua app điện thoại nhé, qua app điện thoại để các bác xem, sau đó thì các bác cài đặt vào app điện thoại và để xem trực tiếp trên điện thoại luôn. Đó, rất là tiện dụng cho bác nhé. Đấy, 250k và bao ship cho cái camera này. Đó, lên mã giúp cho em là camera các nhé, camera. Đó,
camera Yoshi nhá. Đấy. Camera Yoshi, giá thì chỉ có là 250.000 thôi. 250.000 thôi nhá. Đấy. Bên mã tiếp theo là camera Yoshi, giá là 250.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay cà phê nhá. Đấy, các bác lên mã tiếp theo là khay cà phê. Đấy, rất nhiều kiểu dáng, màu sắc, kích thước rất là đẹp luôn. Đó. Thì một con khay cà phê như này bên shop đang bán cho các bác cái giá đó là đây. Rất nhiều kiểu dáng, kích thước rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chiếc như này. Đấy. 25.000 cho một chiếc như này nhá. Đấy, đây. Rất nhiều kiểu dáng, mẫu mã và kích thước rất đẹp cho bác luôn. Đó. Con này thì chiều dài của nó chiều rộng của nó khoảng là 25 cm và chiều dài khoảng 15 cm. Đấy. Lên mã tiếp theo là khay cà phê nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 một chiếc này. Khay cà phê nhá. Khay cà phê. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái. Bác nào mà lấy số lượng từ 5 cái trở lên thì bên em tính cho các bác giá là 110.000. Đấy, 5 cái là giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, combo 5 cái là 110.000. Còn lấy lẻ sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em là khay cà phê. Con này thì rất tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nhá. Lên cho em là khay cà phê thôi nhá. Con này các bác có thể dùng để múc đồ ăn, đồ uống này hoặc là đựng đồ ăn, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện. Giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Lên cho em là khay cà phê. Giá của nó sẽ là 25.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là nhẫn đồng hồ, giá là 60.000 cho một chiếc như này. Đấy. Bên em có hai màu, màu vàng và màu bạc. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, lên mã giúp cho em là nhẫn đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một chiếc như này. Hàng rất là đẹp luôn. Đá có sẵn đồng hồ, có pin ở bên trong rồi nhá. Về nhà các bác chỉ cần tháo cái lẫy này ra là nó chạy thôi. Đây. Tháo cái lẫy này ra này. Đấy, ấn nó vào là nó chạy này. Đấy, đồng hồ chạy luôn các bác nhá. Đây. Đấy, đồng hồ đang chạy này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Và cái dây này của nó co giãn nhá. Các bác chỉ cần đeo vào tay này thôi. Nó sẽ là tự động co giãn, tay nào đeo cũng vừa hết nhá. Đó. Rất là oai, rất sang xịn mịn cho bác luôn nhá. Một con nhẫn đồng hồ như này nhá. Đó. Các bác lên xem là nhẫn đồng hồ này, giá thì chỉ có 60.000 cho một con nhẫn đồng hồ này thôi. Đấy, giá quá hạt rẻ luôn. Đây. Đấy, em sẽ có cho các bác là hai màu này. Đấy, có cho các bác hai màu luôn, màu vàng và màu bạc như này. Các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Lên xem là nhẫn đồng hồ. Bác bảo cho tôi cái nhẫn đồng hồ màu vàng hoặc nhẫn đồng hồ màu bạc là bên em sẽ biết nhá. Giá là 60.000 thôi. Con này thì không xuống nước được đâu, các bác chỉ đeo chơi bời thôi. Đi xuống nước là nó sẽ hỏng các bác nhá. Có 60.000 một con nhẫn thì một con đồng hồ như này thì các bác đeo chơi bời, một thời gian nó hỏng thì các bác vứt đi. Nôm na như thế nhá, đeo chơi bời hoặc là làm quà cũng được, nó rất là tiện dụng các bác nhá. Đó. Giá là 60.000. Các bác lên mã giúp cho em là nhẫn đồng hồ nhá. Nhẫn đồng hồ giá của nó là 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cưa dây nhá. Con cưa dây này thì giá của nó sẽ là cưa dây xích nhá, cưa dây xích, giá của nó sẽ là 30.000 cho một con cưa dây xích như này thôi. Đấy, con này thì rất là tiện để các bác có thể là cưa ống nước hoặc là nói chung là cưa các cái thiết bị khác đều ok đây, hai tay cầm như này. Đấy, ví dụ như các bác làm thợ điện nước hay là ống nước nhà các bác bị đứt, bị rò rỉ mà cái cưa bình thường nó không cho vào được, nhưng mà các bác chỉ cần luồn cái dây xích này vào là cưa cực kỳ là ngon luôn. Đấy, lên cho em là cưa dây xích nhá, cưa dây xích, giá của nó chỉ có 30.000 cho một chiếc cưa dây xích này thôi. 30.000 cho một cưa dây xích này nhá. Lên cho em là cưa dây xích, giá của nó sẽ là 30.000 các bác nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nếu mà các bác dùng bình thường như này thì một cái cưa nó sẽ không cho vào được, nhưng mà cái cưa dây như này các bác cưa rất là ngon. Đấy các bác thấy không? Đấy. Cưa kể cả gỗ luôn nhá, cả gỗ, cả cây cối luôn. Đó, rất là đa di năng nhá. Đấy, đây. Đấy, các bác dùng làm thợ điện nước mà dùng con này thì siêu chấm hết luôn. Đấy, cưa cả cây này, cưa cả thịt luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là cưa dây xích nhá, chỉ có 30.000 cho một con cưa dây xích này thôi. Nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ví dụ các bác cưa như này là máy này kìm kéo là không thể lắp vào được nhá. Nhưng con cưa dây xích này rất là tiện luôn. Đấy, các bác đưa vào. Giá cực rẻ mà lại cực nhỏ gọn. Thế nên nó sẽ là cứu cánh trong rất nhiều trường hợp đấy các bác. Đấy, anh em thấy không? Cưa rất tiện nhá. Đấy, đây con này. Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy. Rất ngon luôn các nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 30.000 cho một con cưa dây xích này thôi. Đây mã giúp cho em là cưa dây xích nhá, rất là chắc chắn các bác này. Đấy. Đầu đai ép bằng nhôm hết này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là cưa dây xích, giá của nó sẽ là 60.000. Cái này các bác cưa được cả cây các bác nhá, cưa được cả cây luôn đấy, cưa cả cây, cả gỗ luôn, cả gỗ, cả đồ nhựa. Nói chung là cưa đa di năng luôn. Giá thì chỉ có 60.000 này các bác nhá. Đó, cưa dây xích rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái gọt dứa nhá. Con này các bác dùng để gọt dứa rất là ok. Đấy, bây giờ là vào mùa dứa rồi, giá chỉ có 20.000 thôi. Bình thường thì các bác gọt hết cái đầu đi xong các bác chỉ cần cầm cái này các bác đẩy đi cho em vào cái rãnh của nó là xong nhá.
rất là sắc luôn. Lên cho em là gọt dứa nhé, giá của nó sẽ là 20.000, rất là tiện luôn. Đấy, các bác lên đã giúp cho em là gọt dứa, giá của nó sẽ là 20k. Hàng thì rất là sắc bén luôn các bác nhé, rất là sắc bén và tiện dụng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là gọt dứa, giá của nó sẽ là 20.000 các bác này. 20.000 các bác chỉ cần là dùng đẩy đi là xong. Đây, rất là tiện luôn nhá, rất tiện dụng cho các bác luôn. Đây các bác nhá, các bác gọt sạch đi xong các bác cầm con dao bác đẩy như này cho em là xong rồi. Đấy, nó đúng như con dao họ đang làm này. Đấy, chỉ cần cầm đẩy đi như này là xong. Đó, các bác thấy không? Đấy. Nó rất là nhanh và tiện và độ chính xác của nó rất là cao, rất là đẹp các bác nhá. Đó. Đây. Đấy các bác trông chưa? Đấy. Họ cầm họ đẩy đi rất là ngon này các bác này. Đấy, đây các bác thấy không? Đấy. Cầm cái này là đẩy đi thôi, rất là ngon luôn nhá. Đó, nhanh hơn nhiều so với các bác dùng dao các bác gọt nhá. Đấy. Đấy, dùng dao để gọt nhá. Đấy, cứ này đẩy đi là xong. Đó, các bác thấy không? Rất tiện dụng luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là dao gọt dứa nhá, dao gọt dứa. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k thôi, 20k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái keo dán giày các bác nhá, keo dán giày đây. Đấy. Một lọ keo dán giày như này. Bên shop đang bán cho các bác cái giá đó là 30k nhá. Các bác lên cho em là dán giày. Lên cho em là dán giày, giá của nó sẽ là 30k nhá, dán giày. Đó. Dán giày giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một lọ keo dán giày như này. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Về các bác chỉ cần là dán vào các cái vị trí ví dụ như là đây. Đấy các bác bơm nó ra là cái keo nó sẽ ra, nó thuộc cái dạng keo trong như này. Đấy, keo trong như này. Đấy, sau đó thì cái này nó sẽ khô từ từ cho nên là nó sẽ rất là dẻo và nó sẽ chống được bong hơn so với các bác việc các bác dùng keo 502. Một lọ này của nó sẽ là 60ml nhá. Vì bình thường các bác dùng keo 502 thì nó sẽ bị gọi loại là bị giòn và nó sẽ hay bị bong, nhưng mà dùng con này thì cực kỳ là ok luôn. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên cho em là dán giày nhá, lên cho em là dán giày. Giá của nó sẽ là 30k cho một lọ keo dán giày như này. Hàng rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đó. Đây các bác nhá. Đó. Cái này thì nó khô từ từ cho nên là các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Nó không như là một số các cái dòng keo bình thường nhá. Đó. Con này thì nó chuyên cho dán giày, rất là tiện luôn. Đấy, giá thì chỉ có 30.000 thôi, 30.000 cho một lọ thôi các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là đèn bão các nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn bão. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đèn bão này bao nhiêu? 101 ạ. Đèn bão nhá, giá của nó sẽ là 110.000 cho một con đèn bão này, rất là đẹp luôn. Con này thì thứ nhất của nó là khi các bác kéo lên thì nó sẽ có một con đèn sáng như này nhá. Đấy. Chiều dài của nó khi kéo lên hết thì khoảng là 25 cm. Và đây nó sẽ có thêm cho các bác là một cái quạt như này nữa, một cái quạt như này nữa nhá. Đó. Một cái quạt rất là tiện luôn. Đây, đấy. Các bác có thể vừa bật quạt này, vừa bật đèn được, còn không thích thì mình có thể dập cái đèn này xuống này. Gió của nó rất là mạnh, các bác nghe tiếng gió kêu này. Gió rất là mạnh, rất là mát nhá. Đó. Thì con đèn bão như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho con đèn bão như này. Có dây sạc trực tiếp cho các bác luôn. Đây. Có dây sạc trực tiếp luôn các bác nhá. Có dây cắm sạc trực tiếp luôn. Các bác về các bác cắm sạc trực tiếp vào điện 220 cho em. Đây, cắm sạc trực tiếp điện 220 cắm ở đây cho em này. Đó. Về các bác cắm sạc trực tiếp ở đây cho em, rất ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em là đèn bão nhá. Giá của nó sẽ là 110.000. Đấy. Lên cho em là đèn bão. Các bác lên cho em là đèn bão này. Đó. Đèn bão. Giá của nó sẽ là 110k cho con đèn bão này nhá. 110.000 cho con đèn bão này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần là cắm dây sạc hoặc là xong, còn không thì nó sẽ có tấm pin sạc năng lượng mặt trời đây rồi. Các bác có thể sử dụng tính năng sạc năng lượng mặt trời. Kéo lên này là đèn sẽ sáng này. Đấy, đẩy xuống là đèn tự tắt này. Ngoài ra thì nó sẽ có quạt mát cho các bác luôn. Đây, quạt thì các bác. Đây. Đấy, có quạt mát cho các bác này, rất là tiện luôn nhá. Các bác có thể để trực tiếp nha để sử dụng quạt này. Đấy. Đấy hoặc là ngửa lên ngửa xuống này rất là tiện luôn. Đấy, rất là mát nhá. Nhà có trẻ nhỏ rất là ok luôn. Đấy. Quạt này thì nó rất là mạnh các bác. Đó. Đấy, giá thì cực tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con đèn cam mô hình nhé. Các bác lên xem là cam mô hình. Đấy, lên xem là cam mô hình. Con cam mô hình này thì đấy, các bác lên mã giúp cho em là cam mô hình nhé. Cam mô hình giá thì chỉ có 100k thôi. Lên xem là cam mô hình nhé. Đó, cam mô hình giá của nó sẽ là 100k cho con cam mô hình này nhé. 100.000 thôi, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm này của nó thì nó sẽ có cho các bác là đi đây, có cho các bác là đi một một con đèn này và cái bộ đây, một con đèn như này, một con đèn đã xoáy sẵn cái đầu này, về nhà các bác chỉ cần kết nối cho em vào cái thân này là xong này, kết nối vào cái thân này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một điều khiển nhá. Đấy, một thân đèn như này, đèn rất là sáng luôn nhá, rất sáng luôn. Đấy, kèm cho các bác là điều khiển nhá, kèm điều khiển để các bác sử dụng luôn.
Đấy, nó sẽ có cho các bác là bật này, bật này, tắt này, đấy, rồi là chế độ sáng 1 này, đấy, sáng 2 này, đấy, chế độ sáng 3 này, và chế độ bật tắt này, đấy, tắt đi nhá, bật lên này, rất sáng luôn nhá, đấy, rất sáng luôn, đấy, tắt đi, bật lên quá, rất sáng luôn, giá thì rất là tốt nhá, giá rất là tốt cho bác luôn, một con camera mô hình như này, đấy, con này thì nó chỉ là ấy thôi nhá, con này nó chỉ là cam mô hình thôi bác, chứ không phải là camera dọi bình thường đâu, à không phải là camera nhìn đâu nhá, nó chỉ là mô hình thôi, dạng như cái cam như này. Bên trên này của nó thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác không cần phải cắm điện đóm lằng ngoằng, cứ cho ra chỗ nào ngoài trời có ánh nắng là nó sẽ hấp thụ, là nó sẽ sáng thôi. Đấy, ví dụ như các bác để ngoài cổng, ngoài cửa hoặc là ngoài hiên, chỗ nào có ánh nắng là ok, là buổi tối đến các bác cứ bật lên, hoặc là bình thường nó có cái con mắt cảm biến như này rồi, có con mắt cảm biến này rồi nhá, sẽ có người đi qua là nó sẽ sáng nhá. Đấy, có người đi qua nó sẽ sáng, cho nên rất là tiết kiệm điện nhá. Có đầy đủ ốc ác về thì các bác tự cài đặt luôn. Một con cam mô hình như này bên shop đang gửi tới các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 100.000 thôi nhá, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, tên mã giúp cho em là cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái cam mô hình như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy các bác nhá, đấy, lên mã giúp cho em là cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k đó, 100k. Rồi, ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây điều hòa nhá. Đấy, chiếu mây của Nhật, dòng này là chiếu điều hòa. Giá thì sẽ là 450.000 và bao ship. Bên em có loại 1m6 và loại 1m8, các bác lấy loại nào lấy các bác nhá. Đó. Các bác lấy loại nào được, hàng của thương hiệu Muji. Đây. Hàng của thương hiệu Muji made in Japan các bác nhá. Đấy, chiếu Muji của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dòng chiếu điều hòa. Các bác sẽ được tặng kèm thêm hai cái vỏ gối nữa các bác này. Đấy, hai cái vỏ gối nữa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đây, đấy. Hai cái vỏ gối như này. Kích thước của nó sẽ là 70x40. 70x40, vỏ gối to nhá. Hàng này hàng to cho bác luôn. Đấy, kích thước là 70x40 các bác nhá. Hai cái vỏ gối cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Tiếp theo là cho các bác là một cái chiếu, nó sẽ là có dòng 1m6 và 1m8 tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Giường nhà mình đến đâu thì mình muốn đấy thôi. Giá thì nó bằng nhau các bác nhá. Giá thì nó sẽ bằng nhau. Đây, đấy. Một con chiếu mây rất là đẹp, chất lượng như này. Một mặt của nó sẽ là đan hoàn toàn bằng mây nhá, đan hoàn toàn bằng mây để các bác nằm mùa hè cho nó mát. Đấy, gọi là chiếu điều hòa mà. Còn mùa đông thì các bác lại nằm cho em cái mặt bên này. Mặt này nó sẽ là trần sợi bông nhá. Đấy, mặt trần sợi bông. Nằm thì mùa đông thì các bác nằm nó sẽ rất là êm. Đấy. Rất là êm và ấm nhá, êm ấm. Còn mùa hè thì các bác nằm cái mặt bên kia thì nó rất là thoáng mát. Đó. Nó sẽ có là hai mặt như vậy để cho các bác sử dụng nhá. Đó. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây. Hàng rất đẹp luôn các bạn, hàng này rất là đẹp đây. Đấy, rất đẹp, rất là sắc nét các bạn, rất sắc nét này. Đây. Phần mây của nó này, phần máy trần này. Nói chung là như các bác mà dùng con này thì bền vĩnh cửu luôn các bạn. Đấy. Chả bao giờ hỏng nữa các bạn. Một cái chiếu này rất là lâu hỏng đây các bạn này. Đấy. Hàng rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn. Nằm thì êm ấm và rất là thoáng mát nhá, rất là thoáng mát về mùa đông và ấm vào thoáng mát mùa hè và ấm vào mùa đông nhá. Đó, rất là ngon luôn, có cả những cái phần đa như này. Đấy, mùa nào thì các bác lật mặt đấy nhá. Đấy, rất ok luôn. Giá cực tốt cho bác luôn. Nên mã giúp cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây. Đấy, hàng made in Japan của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan của Nhật các bác này. Đấy. Kích thước thì bên em có là dòng m6 và dòng m8 nhá, dòng m6 và dòng m8. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000. 450.000 và bao ship đến tận nhà các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái áo mưa các bác nhá, áo mưa. Đấy. Áo mưa của Nhật nhá. Thì bên shop về cho các bác là cái này là dòng đủ cả quần cả áo cho bác luôn. Đấy, dòng đủ cả quần cả áo luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi, 150.000 cho một bộ quần áo mưa như này nhá. Đấy. Đủ cả quần cả áo cho các bác luôn. Đấy, rất là ngon. Đây, em sẽ mặc thử cho các bác xem luôn. Đấy, đây em mặc thử cho các bác xem nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn đây con này. Đấy. Quần áo mưa nhá. Có cả cái quang này nhá, có cả cái phản quang này luôn, rất là ngon luôn nhé. Cả khóa, cả thiết quy cho bác luôn. Một con áo mưa chất lượng như này nhá. Đấy. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì bằng vải ni lông, còn bên trong thì nó sẽ là tráng một lớp ni lông nữa. Đấy, đây. Đấy, em đang mặc cái cỡ này là XL mà khá là to nhá. Người em là 70 cân nhá. Người em là 70 cân. Cao 1m65 các bác. Đó.
mặt cái này rất là vừa vặn các bác này. Đấy, rất vừa vặn luôn các bác xem. Đấy. Đấy, nó rất là vừa vặn luôn. Ngoài ra con này nó sẽ còn có cả mũ nữa các bác này. Đấy, có cả mũ cả bóng kính cho các bác luôn. Đó, rất vừa vặn luôn. Thêm cho các bác là một cái quần nữa các bác nhé, một cái quần cũng cỡ rất là lớn này. Quần cỡ lớn luôn. Đó, để các bác mặc thoải mái thôi nhé. Đó, giá thì chỉ có 150.000 cho một cái bộ này thôi. Đó, 150.000 cho một bộ quần áo mương này. Đấy, rất là rộng luôn nhé, rất rộng luôn, có cả hàng qua anh em mặc rất rộng luôn nhé. Đó, giá của nó sẽ là 150.000 thôi nhé, 150.000 cho con áo mưa này thôi nhé. Ở bên trong của nó thì nó sẽ là, bên ngoài thì nó sẽ là vải ni lông, và bên trong thì nó lại chán thêm một lớp ni lông nữa các bác. Đây, đấy, bên ngoài là vải ni lông rồi, vải ni lông nhá. Bên trong thì nó lại tráng thêm cho các bác một cái lớp ni lông nữa như này nhá. Đấy, phủ thêm một lớp ni lông nữa. Và của nó thì tất cả những cái đầu khớp này nó đều là vá chín hết các bác nhá. Đấy, đều vá chín hết. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là ok. Đây, các cái đầu chỗ khớp may này nó đều vá chín hết cho các bác luôn. Nói chung là con này thì dùng rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 150.000 cho một cái bộ quần áo mưa như này. Hàng rất chất lượng và giá hợp lý cho bác nhá. Đấy, các bác lên xem là quần áo mưa nhé, quần áo mưa giá của nó sẽ là 150k. Đấy, 150k, lên mã giúp cho em là quần áo mưa nhé, 150k. Đó, 150k cho cái bộ quần áo mưa như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa đây. Giá thì bên shop vẫn đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho cái ủng đi mưa nha. Đấy, các bác lên cho em là ủng đi mưa. Đấy, con này thì lâu lắm rồi bên shop mới có hàng về nhé. Các bác lên cho em là ủng đi mưa này, ủng đi mưa. Đó, giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ủng đi mưa như này các bác nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, lâu lắm rồi mới lại có hàng về lại đấy các bạn. Đó, đây, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, đấy, rất chất lượng không nhá. Đây, đấy, rất là ngon lành luôn. Các bác chỉ cần là xỏ chân rồi thôi. Đấy, cái này nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đi cả một đôi giày vào vừa nhá. Đấy, xỏ chân vào, sau đó thì các bác đai lên và mình sử dụng thôi. Đấy, cái này nó sẽ có khóa để các bác kéo lên này. Đấy, có khóa kéo lên như này, rất là tiện luôn nhá. Đấy, bên trên này của nó thì sẽ có chun như này. Đấy, nó sẽ rất là ôm. Đây, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái cho la trong, một cái đôi ủng đi mưa như này nhá. Đấy, một cái đôi ủng đi mưa như này nhá, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, đây mã là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100k cho cái ủng đi mưa này. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái ủng này luôn. Đó, đây các bác nhá, nó rất là tiện luôn, kể cả các bác đang đi giày đi dép mình vẫn xỏ vào được bình thường. Đó, rất tiện luôn nhá. Một con ủng đi mưa như này giá của nó chỉ có 100k thôi, gấp gọn được. Đây các bác nhá, rất là tiện luôn, các bác đi ra làm vườn hoặc nói chung là đi đâu cũng được, rất là tiện. Giá 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô, đó là cái con này thì các bác lên đã giúp cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau. Đấy, lên cho em là máy thái rau. Máy thái rau con này dùng rất là ngon luôn. Đó, máy thái rau nhá. Đó, máy thái rau. Giá thì sẽ là 120k cho con máy thái rau này nhá. 120k, rất là tiện luôn. Đấy, bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi rất nhiều lưỡi luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái bộ lưỡi này bao gồm cho các bác là đi đây. Đấy, 2 này, 4 này, 6 cái lưỡi nhá. 6 cái lưỡi cho các bác. Đó, để các bác dùng để thái rau củ quả. Con này rất là tiện luôn. Lên cho em là máy thái rau nhá. Đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái chi tiết này, về các bác chỉ cần lắp đặt vào là xong thôi. Đây nhá, nó sẽ có một cái phễu này, các bác lắp vào đây cho em này, lắp cái phễu này vào đây. Sau đó thì đây nó sẽ là một cái trục như này, thì ví dụ các bác muốn dùng cái lưỡi nào thì các bác lắp cái lưỡi đấy nhá. Đấy, ví dụ như các bác muốn dùng cái lưỡi này thì các bác lắp cái lưỡi này sập vào đây cho em này, lắp cái lưỡi này sập vào đây. Đấy, sập cái lưỡi này vào đây này, các bác lắp cái lưỡi nó sập vào cho em. Đó, lắp đúng chiều cho em nhé. Đây, lắp cái lưỡi này sập vào như này cho em này. Đó, đây, đấy, sập vào này. Đấy, lắp cái lưỡi này sập vào đây này. Đấy, hai bên hai lưỡi nhá. Đấy, hai bên hai lưỡi. Ví dụ các bác muốn sử dụng cái lưỡi này thì các bác lắp cái lưỡi này. Đó, hai bên hai cái lưỡi này. Đấy,
hai bên hai cái lưỡi này cho các bác này, lắp cái lưỡi này vào này. Đấy, các bác đẩy như này cho em, đẩy như này cho em này, để sập cái lưỡi này vào này. Đó, đây sập cái lưỡi này vào, nó rất chắc chắn luôn các bạn. Đấy, sập cái lưỡi này vào nhá. Sau đó thì các bác lắp vào cái phần ống này kia, lắp vào cái phần ống này. Sau đó thì các bác cho cái lẫy này vào này, cho cái lẫy này vào. Đấy, cho cái lẫy này vào đây. Đấy, lẫy vào đây. Sau đó thì các bác xoáy cái núm này lại này, xoáy cái núm này lại. Đó, xoáy cái núm này lại. Đấy, như vậy là đã lắp đặt xong. Bây giờ thì các bác bắt đầu sử dụng thôi. Đấy, bắt đầu sử dụng thôi nhá. Đó, sử dụng thì các bác chỉ cần là cho hoa quả, cho rau dợ các thứ cần thái vào đây, sau đó thì các bác cứ xoay như này. Đấy, các bác cứ xoay như này cho em. Đấy, xoay như này nhá, xoay như này thì khi mà cái rau củ quả nó ở đây nó sẽ ăn xuống này. Sau đó thì ví dụ các bác thái chưa hết thì các bác ấn dùng cái này nhấn nó xuống là nó sẽ rơi ra thôi. Nó rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác. Đó. Các bản như giấy, mỗi phòng thái được 44 sợi, mang nghiệp như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nào thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo chút nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn cân mọi xay rau củ. Không lo đất tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn trống trơn trượt cực tốt. Có chế độ hút trần không mặt tiếp xúc nên dù có dùng lực quay mạnh máy vẫn cố định một chỗ. Nhìn to đấy, vậy mà vệ sinh cũng đơn giản lắm nhé. Có thể tách rời từng bộ phận. Một nút bấm là tách từ lưỡi dao ra. Một ấn nhẹ là lắp lưỡi dao vào. Tặng kèm thanh thổi lau chuyên dụng. Lau cực sạch không có cặn. Chị em nào nội trợ mà không dùng máy này thì thật đáng tiếc. Bảo hành 1-1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Chị em đặt hàng để lại số điện thoại hoặc nhắn. Rất tiện nào rau củ quả bằng tay có tiện bằng máy thái rau củ quả đa năng 4-1 này không? Thái đều tam tấp bằng 6 loại lưỡi dao thép không gì, thực hiện 4 chức năng thái lát, thái sợi, thái giàn sợi và nghiền bột, cắt mỏng như giấy. Mỗi phòng thái được 44 sợi, mang nghiền như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nào thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo chút nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn cân mọi xay rau củ. Không lo đứt tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn trống trơn trượt cực tốt. Có chế độ hút trần không mặt tiếp xúc nên dù có dùng lực quay mạnh máy vẫn cố định một chỗ. Nhìn to vậy mà vệ sinh cũng đơn giản lắm nhé. Có thể tách rời từng bộ phận. Một nút bấm là tách từ lưỡi dao ra. Một ấn nhẹ là lắp lưỡi dao vào. Tặng kèm thanh thổi lau chuyên dụng. Lau đấy các bác nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái hít chân không nhá, để các bác hít vào tường thì các bác xoáy này cho nó hít vào tường này. Đấy, xoay này nó sẽ hít vào tường này. Hít vào tường này các bác sử dụng này. Nó rất là tiện luôn. Đấy, hoặc các bác để hít xuống dưới đất nhá, rất tiện luôn. Đó thì bộ của nó sẽ tặng kèm cho các bác là 6 cái lưỡi. Đấy. 6 cái lưỡi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000, lên mã cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau. Giá của nó sẽ là 120k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá mài của Nhật các bác nhá. Đấy, đá mài của Nhật thì nay bên cái băng keo trong nhá, băng keo trong. Các bác lên cho em là băng keo trong, con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho một cuộn băng keo trong như này nhá. Lên cho em là băng keo trong nhá, băng keo trong. Đó. Băng keo trong và nó dính hai mặt luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho một cuộn băng keo trong như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, con này nó rất tiện lợi luôn. Đây các bác có thể dán được cả viên gạch này. Đấy. Bóc ra bình thường nhá. Đấy các bác thấy không? Đấy bóc ra này, dán đấy. Nói chung là dán cái gì cũng được, nó rất là tiện. Các bác không thích nữa thì các bác lại bóc ra. Đấy, nó dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đấy. Nói chung là con này tiện lắm các bác nhá. Để các bác dán thì rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một cuộn băng keo trong như này. Các bác lên trên là băng keo trong nhá, giá của nó sẽ là 30.000, bóc ra là dán vào là xong. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh. Dây của nó thì nó dài khoảng 1m2 các bác nhá, dây dài khoảng 1m2. Đấy. Dây dài khoảng 1m2 chống rối như này. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Ở trong khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một giá đỡ này, một giá đỡ có kèm ốc luôn và một đầu vòi xịt như này. Đấy, đầu vòi xịt nhá. Hàng của thương hiệu Osaka Japan con này. Đấy, Osaka Japan. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đầu bóp tự ngắt nhá. Đấy. Giá đỡ thì các bác chỉ cần sập vào như này là xong. Đó, và đây là đầu dây này. Dây của nó đây. Dây thì về nhà các bác xoáy ra là các bác kết nối vào thôi. Gioăng giếc đầy đủ cho bác rồi nhá. Có gioăng giếc đầy đủ luôn, xoáy ra kết nối vào xong. Đấy. Bằng inox 304 không gỉ, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Một cái đầu vòi xịt như này. Đấy. Kèm dây, kèm giá đỡ cho bác luôn đầy đủ như này nhá. Đây. Giá đỡ đây con này. Đấy, kèm cả giá đỡ như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Anh em các bác mua hàng thì nhấp ngay vào
giỏ hàng xem tham khảo cũng như là liên hệ các cái số của bên em đây các bác nhá. Đó, bác nào muốn mua trên TikTok cũng được các bác nhá. Đó, đây Osaka Japan, giá cực tốt cho bác luôn. Đấy, cả dây cả vòi xịt như này nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 100k thôi. Giá chỉ có 100k nhá. Các bác có thể qua TikTok mua để được trợ giá các bác nhá, được trợ giá. Đó thì các bác có thể mua trên TikTok hoặc là mua trực tiếp trên này cũng được. Đó, giá đều là 100.000 các bác nhá. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, dây vòi này. Dây vòi xịt vệ sinh nhá, xịt vệ sinh. Đó, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó đây. Đầy đủ chọn bộ cho bác luôn, cả bộ, cả dây, cả vòi, cả giá đỡ. Đấy, chọn bộ đầy đủ cho bác luôn nhá. Đấy, cả một bộ như này. Giá chỉ có 100.000 thôi nhá. Giá quá là tốt cho bác luôn. Đấy, các bác mua hàng thì có thể liên hệ. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dây câu bình thì nay bên shop lại về nhá. Đó. Các bác lên cho là dây câu bình nhá, dây câu bình. Đó. Dây câu bình. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là một cái dây câu bình như này, giá của nó sẽ là 230k nhé. Dây dài 3m. Đấy, dây dài của nó sẽ là 3m. Giá của nó sẽ là 230k. 230k cho một bộ dây câu bình như này, hàng rất chất lượng luôn và giá cũng rất là tốt nhá. Đấy. Đây. Dây của nó thì 100% là dây đồng và lõi đồng nhá, đầu kẹp bằng đồng hết này các bác này. Đấy, dây đây. Dây bằng đồng hết các nhá. Đấy, dây bằng đồng hết này. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, đầu kẹp cực kỳ chắc luôn. Đó. Bác nào đi ô tô là bắt buộc phải có con này rồi. Đó, để mình để trên ô tô. Ví dụ như xe mình không may mà nó bị là hết pin hay là thế nào đó, ắc quy không nổ được thì các bác nhờ ngay một con xe ô tô khác nó đứng bên cạnh. Thế là mình câu từ cái bình của họ sang cái bình của mình là mình nổ bình thường thôi nhá. Đó. Dây dài 3m, công suất của nó sẽ là 1000A nhá. Đấy, dây to luôn. Công suất của nó 1000A. Giá thì tí nữa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230k nhá. 230k đó. 230k cho một cái bộ dây câu bình như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó, cho bác cái khóa số nhá. Thì nay bên shop về cái lô này nó sẽ có cho các bác là khóa một vòng và khóa hai vòng. Đây, đấy. Các bác cứ để đúng mật khẩu là mở được thôi. Còn cài mật khẩu thì các bác có cái lẫy này, các bác xoáy cái lẫy này sang theo chiều bên mũi tên này, theo chiều tay mũi tên đây. Đấy, xoáy theo chiều kim đồng hồ nhá. Sau đó thì mình cài xong thì mình lại để xoáy trở lại là xong. Đó. Giá thì một cái khóa một vòng như này nhá. Các bác lên trên là khóa dây một vòng nhá. Đấy, dây một vòng này, khóa dây một vòng thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy. Lên cho em là khóa dây một vòng này, đó. Khóa dây này, đấy. Khóa dây một vòng. Một vòng thì giá của nó sẽ là 80k nhá. Một vòng là 80k. Đấy, còn con này thì nó sẽ có con dài hơn là con hai vòng. Đây, con hai vòng đây. Con hai vòng là con dài hơn. Con hai vòng thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, hai vòng thì nó sẽ to hơn con một vòng. Đây. Đấy, đây nhá, con hai vòng nó to hơn hẳn này. Đấy. Thì các bác lấy con một vòng thì lấy, mà lấy con hai vòng thì lấy nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 80k cho con một vòng và con hai vòng thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Đấy. Hai vòng thì sẽ là 100.000. Hai vòng là bằng 100k nhá. Đấy. Thì sẽ có hai loại, khóa dây một vòng là 80k, hai vòng là 100k. Thì các bác muốn lấy con nào lấy các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cân sức khỏe. Con này thì bên shop cũng đang bán rất là nhiều rồi và giá rất là tốt luôn. Đó. Hả? Yeah. Đấy. Cân sức khỏe nhá. Đi bên này. Đấy, cân sức khỏe nhá. Một con cân sức khỏe như này có kèm pin biếc cho các bác luôn, kèm pin biếc, kèm đủ đồ nghề cho bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con cân sức khỏe như này nhá. Đấy. Kèm cả pin cho các bác luôn. Đây. Đấy. Có cả pin cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá. Ra lấy cho anh đôi pin đi. Đấy, có kèm cả pin cho bác luôn. Đấy, một đôi pin như này về các bác chỉ cần là bỏ vào là xong thôi, lắp vào là xong kia. Đó. Các bác lắp đúng đầu cho em là được nhá, lắp đúng đầu cho em là được. Đó. Đấy, lắp đúng đầu nhá, đúng đầu pin thôi. Sau đó thì các bác lắp cái nắp này vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Lưu ý các bác là lắp đúng đầu pin cho em nhá, lắp đúng đầu pin thì mới sử dụng được nhá. Đấy. Và khi các bác cân ấy, con này thì nó sẽ có cập nhật cả nhiệt độ cho bác luôn. Đây. Thì các bác cân thì các bác để cho em là đây, ở đằng sau nó có cái nút này. Đấy, các bác nhấn cái nút này để cho em về chế độ kg như này thì mình mới cân được nhá. Tại vì nó rất là nhiều chế độ khác nhau.
nhưng mà cứ để cho em chế độ kg là ok. Đây. Đấy. Đây em sẽ cân cho bác xem nhá. Đó, con này cân tối đa của nó được 180 cân. Đấy. Em hôm nay đang là 68,9 kg nhá, gần 69 cân thôi nhá. Đấy, nó nhớ được từng cả từng lạng luôn thôi nhá, từng hoa luôn. Đấy, lên cho em là cân sức khỏe nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con cân sức khỏe như này, giá của nó sẽ là 120k. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đó. Cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 120k cho con cân sức khỏe này, 120.000 thôi nhá. Đó. Giá chỉ có 120.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Chữ Nhật loằng ngoằng đây. Con này cân thì tương đối là chuẩn, các bác dùng để mình kiểm soát cái cân nặng của mình. Đấy. Cân nặng thì rất là quan trọng. Nếu mà các bác giữ được cái lượng cân nặng ổn định là tốt. Đấy, béo quá cũng không được mà gầy quá cũng không được. Cho nên là các bác kiểm soát cái cân nặng tốt cho em. Đó. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên cho em là cân sức khỏe giá 120.000. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hút thổi bụi các bác nhá. Đấy, lên cho em là hút thổi bụi. Một cái con hút thổi bụi như này giá chỉ có 180.000 thôi. Đó. Lên cho em là hút thổi bụi nhá, cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi này, đó, hút thổi bụi. Giá của nó sẽ là hút thổi bụi như này, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho một con thôi, giá cực tốt cho bác luôn. Đó. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Hàng made in Japan các nhá. Đây, made in Japan con này. Đó. Một thân máy ấy, hàng made in Japan. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Hả? Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái con hút thổi bụi nhá. Con này giá của nó sẽ là 180.000 này. Đấy, 180.000. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Ở đây của nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này con này. Một thân máy như này. Con này anh em dùng cả hút cả thổi thoải mái luôn nhá. Đấy, đây, em nâng cái biển cho các bác xem này. Đó. Con này công suất của nó rất là lớn luôn đấy các bác thấy không? Đây. Cả một cái biển như này mà nó còn nâng lên được các bác thấy không? Đó, rất là mạnh các bác nhá. Đó. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu hút, đầu thổi này. Đấy, có cả đầu hút, có cả đầu thổi và có cả dây sạc cho bác luôn. Đây. Cái này của nó sẽ là dây sạc nhá, các bác cắm sạc vào cái đít này cho em này, cắm sạc cái đít này. Đó, còn lại đầu thổi thì đây. Đầu thổi thì đây. Các bác đầu hút đây, các bác lắp cái này vào để hút cho em này. Đấy, hút cho em. Đây. Lắp này vào mình hút này. Đấy. Vừa hút vừa đánh nha các bác, hút bàn phím, máy tính hay là các khu vực mà mình cần thì vệ sinh thì mình cho cái này vào nhé. Đó. Ngoài ra nó sẽ có cho các bác là đầu thổi thì các bác lắp cái này vào cho em này, lắp cái này vào đít để thổi này. Đấy. Thổi rất là mạnh luôn các bác này. Đấy. Đấy nhá, thổi rất mạnh luôn đây. Đấy các bác theo. Đấy. Thổi gió này. Đấy các bác theo. Đó. Thổi rất mạnh luôn nhá. Thổi rất mạnh luôn. Đó. Rất ok luôn nhá. Đấy. Cả hút cả thổi luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác, giá là chỉ 180.000 thôi. Cả hút bụi cả thổi bụi luôn. Đấy, cả hút cả thổi luôn, rất tiện nhá. Đó, giá chỉ có 180k. Đó, rồi ok.